Xin chào các em, hôm nay anh Bá Mở xin giới thiệu với các em, đây là cái loại viết rất là nhiều ngồi á em, rất là nhiều màu nha. Đây đây thì cái loại viết này nó rất là nhiều kiểu nha các em thấy thấy nè, hình chim ha, đó chim rất kiểu rất là nhiều, đây rất là nhiều kiểu, đây rất là nhiều kiểu đó, hình chim ha, rất là nhiều màu nha. Rồi tới màu hồng đây, yellow, vàng. Rồi ngoài ra hay còn các cái hình khác đây, đây. Rồi bây giờ anh mở sẽ test thử cho các em coi ha. Ví dụ như bé chim này đi, chúng ta sẽ thử các rất là nhiều màu, chỉ có 18k thôi. Em nào mua hàng hãy liên hệ qua số điện thoại 0387728778, gặp chị bé bé mua hàng đây, màu vàng. Nó các em thấy không có thấy nhiều ha, nó chúng ta mới đẩy lên đó, chúng ta quay qua một cái là tự động là cái này nó sẽ kéo lên đó. Giờ tới màu nâu đi ha, màu nâu thì các em sẽ dễ thấy hơn, chúng ta quay qua một cái là nó bụp đó. Tiếp theo tới màu hồng ha, đó màu hồng này. Rồi chúng ta quay qua, chúng ta tiếp tới màu xanh nước biển ha, nước biển rất là đẹp nha, biển một màu anh mở mà mở rất là khoái em đó. Các em quay qua cái rồi, quay qua đó lại cho nó không ấy rồi đây. Rồi tiếp theo đó, các em ấn xuống nha, các em đè chú chim này xuống nè, tự động thì nó sẽ là cái kia nó dở lên. Giờ đây màu tím rất là nhiều màu các em này, 2 4 6 8 10. Rồi là khoảng 10 10 10 12 màu nha các em. 12 màu đây, 2 4 6 8 10, 10 màu tất cả, 10 màu tất cả, rất là đẹp. Đây, rất là nhiều màu. Chúng ta muốn màu gì thì chúng ta sẽ xài sử dụng màu đó. Rất là đẹp nha. Bên cây này cũng vậy. Đây 18k, anh mà mở cho em xem. Đây, ok. Rồi. Xin chào các em nha.